thích nhất là loài hoa nào? Hoa hồng, tulip, oải hương hay là hoa hướng dương? Trên thế giới thì có rất nhiều những vườn hoa đẹp, nhưng nếu nó đẹp nhất và được ví như thiên đường, thì ở đây Blog Travel Việt có tổng hợp cho bạn 11 ứng cử viên. Đảm bảo xem qua top 11 thiên đường hoa đẹp nhất thế giới sau đây sẽ hợp hồn bạn cho mà xem. Để rồi sau đó, bạn sẽ thầm ước được ghé thăm một trong những thiên đường hoa đẹp nhất thế giới này. Và giờ thì cùng xem video này để chứng minh những thiên đường hoa này có như là đồn không nhá. Vườn hoa tulip Kalkonhof của Hà Lan. Vị trí nằm ở thị trấn Lisse, phía nam của thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Hoa tulip trồng được ở nhiều nơi, nhưng nếu nói ngắm hoa tulip đẹp nhất, nhiều nhất thì phải đến Hà Lan rồi. Với hơn 7 triệu bông hoa, đủ chủng loại, khoe sắc trên khuôn viên rộng khoảng 32 hectare này. Nhìn từ xa, Kalkonhof như một tấm thảm sắc màu vô cùng quyến rũ, khiến cho du khách có cảm giác như đang ở trong thiên đường diễm lệ ngập tràn sắc hoa. Và bạn đến đây vào tầm tháng 3, tháng 4 sẽ được ngắm nhìn thiên đường hoa tulip đầy rực rỡ sắc màu, trải dài bất tận, bao trùm cả thị trấn Lisse bạn nhé. Thung lũng hoa hồng Bulgari. Vị trí nằm ở phía nam của dãy núi Balkan, Bulgari. Đất nước Bulgari vốn được biết đến như là vương quốc hoa hồng. Thiên đường hoa hồng Bulgari là nơi cung cấp 85% tinh dầu hoa hồng trên khắp thế giới. Lên đây thì bạn như lạc vào giữa một rừng hoa thơm ngát, rực rỡ sắc màu, xứng đáng với tên là thung lũng hoa hồng. Bạn nhớ là ngắm thung lũng hoa hồng đẹp nhất là vào khoảng tháng 5 đến tháng 6. Khi đó thì cánh đồng hoa hồng lên nở rộ với rất nhiều màu sắc rực rỡ và mùi hương thơm ngát. Cánh đồng hoa oải hương của Pháp. Vị trí nằm ở miền nam của nước Pháp. Hoa oải hương là loài hoa biểu tượng cho những gì tinh túy, tự nhiên và trong lành nhất của nước Pháp. Vì thế nếu bạn có dịp đi du lịch Pháp vào đầu tháng 7 tới cuối tháng 8, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp bởi sắc tím rợn ngợp và mùi hương quyến rũ của hoa oải hương đâu nhá. Chính vì mùi thơm dễ chịu mà hoa oải hương mang lại, cho nên nó được dùng để điều chế tinh dầu, nước hoa. Ngoài ra nó còn được xem là một loại thảo dược quý, đã được xem là thiên đường hoa oải hương đẹp nhất thế giới. Cánh đồng hoa hướng dương của nước Ý. Vị trí Tuscany, miền trung của nước Ý. Hoa hướng dương là loài hoa được yêu thích ở nhiều nơi trên thế giới, với ý nghĩa tốt đẹp hướng về sự sống. Nhưng nếu muốn ngắm nhìn thiên đường hoa hướng dương hoàn hảo và độc đáo nhất thế giới, thì nhớ ghé thăm Tuscany của nước Ý bạn nhé. Đã được ví như một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ bởi những cây hoa hướng dương được trải vàng như một tấm thảm nắng rực rỡ trên triền đồi, làm cho người ta cảm thấy thư thái và yên bình. Cánh đồng hoa Chi Anh của Nhật Bản. Vị trí công viên Hisoji-yama của Nhật Bản. Ở Nhật Bản có hoa anh đào nổi tiếng thì ai cũng biết, nhưng ngoài ra thì đất nước mặt trời mọc này còn nhiều thiên đường hoa tuyệt đẹp khác nữa. Một trong số đó là cánh đồng hoa Chi Anh. Hoa Chi Anh nở rộ vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Bạn sẽ nhìn lạc vào thiên đường hoa Chi Anh, rộng khoảng 16.000m2 rực rỡ với màu trắng, tím nhạt, hồng đậm. Cũng giống như hoa anh đào, hoa Chi Anh tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng. Đây là cánh đồng hoa Chi Anh đẹp nhất thế giới nha bạn. Cánh đồng hoa Nemophila của Nhật Bản. Vị trí đảo Honshu bên cạnh công viên Hitachi gần bờ biển Ajigaura của Nhật Bản. Thêm một thiên đường hoa đẹp nhất thế giới nằm tại Nhật Bản nữa, đó chính là cánh đồng hoa Nemophila. Nếu bạn đi du lịch Nhật Bản và đến với công viên Hitachi ở đảo Honshu vào độ tháng 4, tháng 5 hàng năm, sẽ thấy hàng triệu bông hoa Nemophila nở tung với màu xanh trắng xinh xắn, tạo nên một biển hoa mênh mông khiến người ta có cảm giác như cả bầu trời đã đặt xuống mặt đất vậy. Cánh đồng hoa Poppy của Mỹ. Vị trí phía tây của thung lũng Antelope Valley. Loài hoa này là biểu tượng của tiểu bang California. Mỗi mùa xuân, hoa poppy tràn đầy sức sống, với sự thay đổi màu sắc và hương thơm cũng thay đổi theo thời gian. Hoa nở vào đầu tháng 4 cho đến cuối tháng, cũng vào thời gian này sẽ là lễ hội hoa poppy, là thời gian tốt nhất để ngắm một biển sắc cam được phủ trên sườn đồi. Cánh rừng hoa chuông xanh của nước Anh. Vị trí rừng điên nằm ở phía tây nam của nước Anh. Tuy mọc khắp các cánh rừng ở châu Âu, nhưng thiên đường hoa chuông xanh đẹp nhất thế giới là tại khu vực Dean nằm ở phía tây nam của nước Anh. Rừng Dean nằm giữa biên giới xứ Wales, luôn thu hút khách du lịch bởi một nét đẹp duyên dáng, quyến rũ riêng biệt của loài hoa chuông xanh, đặc biệt là vào tuần cuối cùng của tháng 4 và tuần đầu tiên của tháng 5, thời điểm loài hoa này nở rộ nhất. Cánh đồng hoa mũ len của nước Mỹ, vị trí bang Texas ở Mỹ. Hoa mũ len xanh là biểu tượng của bang Texas ở Mỹ, nên cánh đồng hoa mũ len xanh đẹp nhất thế giới chắc chắn là ở đây rồi. Nếu bạn có dịp đi du lịch nước Mỹ và đến với Texas vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 6, sẽ choáng ngợp với cả tiểu bang này được phủ một màu xanh thắm và ngát hương thơm của loài hoa này. Những cây hoa mũ len cao khoảng 40cm mà thôi,
nhưng mà chúng mọc khắp các lối đi ở Tây Sát, tạo nên một vẻ đẹp mong manh và quyến rũ. Nhìn từ xa thì cứ như tấm thảm tranh thẳng tắp tới tận chân trời. Cánh đồng hoa lupin ở hồ Te Kapo, New Zealand, vị trí hồ Te Kapo, phía nam New Zealand. Thường bạn có thể thấy hoa lupin mọc ở nhiều ở Nhật Bản hay là Chile, Patagonia, nhưng nếu bạn muốn ngắm cánh đồng hoa lupin đẹp nhất thế giới thì đến hồ Te Kapo tầm tháng 11 đến tháng 12, bạn sẽ choáng ngợp bởi cả không gian sắc màu đa dạng như là xanh, tím, vàng, cam, hồng, trắng in xuống mặt hồ Te Kapo, tạo nên một bức tranh lộng lẫy giống như vườn hoa trên thiên đường. Thiên đường hoa cúc của Namaqualand, vị trí nằm biên giới Namibia và Nam Phi. Namaqualand đích thị là thiên đường hoa cúc đẹp nhất thế giới, loài hoa tượng trưng cho sự tinh khiết và cả lòng biết ơn. Bạn biết không, hoa cúc ở Namaqualand sẽ bắt đầu nở rộ vào khoảng tháng 6 đến tháng 7 hàng năm với đủ loại sắc màu từ vàng, tím, trắng cho đến cam, đỏ. Nếu có dịp du lịch đến đây, bạn như lạc ở một miền cổ tích với những bông hoa cúc rực rỡ. Bạn sẽ tha hồ dạo bộ, đạp xe, đón làn gió thoang thoảng, mùi hương tinh khiết của loài hoa này. Vậy sao nào, bạn có bị những cánh đồng hoa đẹp nhất thế giới này mê hoặc hay chưa? Và theo bạn thì thiên đường hoa nào là đẹp nhất? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều thông tin về du lịch hữu ích khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.